Xin chào mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn qua cách cài đặt mạch led hợp pháo hoa wifi. Thì đây sẽ là chiếc mạch này, mạch led pháo hoa wifi nhá. Đó, ở đây mình đã kết nối rồi, và nó đang hoạt động nhá. Rồi bây giờ các bạn sẽ cần một chiếc điện thoại này, smartphone thông minh, màn hình cảm ứng. Rồi các bạn vào cài đặt này. Các bạn sẽ mạch sẽ phát ra một cái tín hiệu wifi tên là led pháo hoa và đằng sau là cái mã của cái mạch. Các bạn kết nối cho mình, mật khẩu wifi sẽ là 8 số 8. Rồi các bạn kết nối và các bạn nhập cho mình 8 số 8 nhé. Rồi các bạn kết nối xong, các bạn sẽ vào cho mình trình duyệt Google Chrome này, hoặc là Cốc Cốc, hoặc là Safari đều được. Đây mình có Google Chrome. Thì các bạn sẽ nhập cho mình địa chỉ là 9.9.9.9 nhé. Đó, khi vào đây nó sẽ đưa ra cho mình một cái giao diện điều khiển. Đây ví dụ đây là mình bật loa này, đây mình đã sẵn hai cái loa này, thì mình ấn bật loa này, đang rối cả tắt nhé, mình bật này. Mình tắt loa đi nhé để mình nói các bạn nghe cho rõ. Đây là phần tắt ánh sáng này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Mình bật nhá. Rồi, đây là phần trang chủ này, là các bạn có thể tắt bật loa và tắt bật ánh sáng. Còn sang đến cái phần này là các bạn có thể hẹn giờ. Khi mà các bạn hẹn giờ, các bạn nhập cho mình tên wifi này. Tên wifi là tên wifi của nhà các bạn ấy. Thì đây, mình đã kết nối với wifi xài vui nhá. Thì các bạn nhập cho mình đúng ký tự chữ hoa và dấu cách luôn. Đây, xào vui nhá, các bạn cứ nhập đúng này, và cái mật khẩu các bạn cũng phải nhập đúng từng ký tự đó. Khi các bạn nhập đúng ấy, các bạn ấn lưu về đặt này, các bạn đánh check này, nó sẽ ra cái thời gian nhá. Hiện tại bây giờ đang là 18:17 tối đó, là múi giờ là 7 Hà Nội Bangkok Jakarta. Đây mình đang hẹn giờ là bật lúc 6:00 sáng, tắt lúc 22:00 là tối ấy. Khi mà các bạn hẹn giờ thì các bạn sẽ có phần hẹn cho âm thanh và hẹn cho ánh sáng. Ví dụ các bạn mà muốn hẹn cho cả hai thì các bạn tích cho mình cả hai. Đó, các bạn hẹn cho ánh sáng thì các bạn tích ánh sáng thôi, bỏ âm thanh đi. Đó. Còn phần bên này sẽ là phần cài đặt cấu hình. Bên trên hai thanh công cụ là các bạn để cài đặt số lượng led của cột phóng, bên dưới dòng thứ hai là led của tia. Thì hiện tại cái bộ này của mình cột phóng đang là 50 bóng. Đây là mình đang để sai này. Bây giờ mình ấn 50. Hoặc là các bạn có thể kéo thanh này. Đó. 50. Led tia mình đang để là 15. Sau đó các bạn ấn lưu này. Ở đây sẽ có một cái dòng báo trạng thái lưu thành công này. Đó là lưu thành công nhá. Rồi, ở bên dưới là tốc độ. Bây giờ tốc độ của tia nhé, nó đang rất là nhanh đúng không? Bây giờ mình thử kéo chậm một lần cho các bạn xem sự khác biệt. Đó, các bạn thấy sự khác biệt chưa? Tia chạy rất là chậm này. Đó, vì mình để đây đang là tốc độ tia, mình đang để 3. Nhưng mình thử kéo lên này. 20 nhanh quá. Đó, vào lưu thành công này. Đó, các bạn thấy sự thay đổi chưa? Ok. Đây là hai phần tốc độ của cột và tốc độ của tia. Còn loại led là các bạn để chọn loại led mà các bạn đã sử dụng. Thì ở đây mình đang sử dụng loại led, đó là loại led IC1903 nhé. Đây, led IC1903 nó sẽ có hai dây nguồn, một dây tín hiệu này. Đó, thì các bạn cứ chọn đúng loại led thôi. Đây là có 2811 này, 1914, 1916 này, 6803 này, 9803, 9883 rất là nhiều. Đó. Còn tiếp theo sẽ là đây là cái phần update firmware mới. Khi mà đại nhà cung cấp mà cung cấp cho các bạn cái firmware mới thì các bạn tải về máy, các bạn lưu về máy, các bạn sẽ cập nhật. Đây ví dụ mình nhấn, các bạn mà có firmware thì các bạn sẽ ấn vào chọn tệp này, rồi các bạn chọn đúng cái tệp đấy. Đó. Khi mà có thông báo có vẻ như mạng wifi này không có internet ấy, thì các bạn ấn cho mình là tiếp tục sử dụng nhé, vì cái wifi này mình chỉ là để truy cập, để điều khiển led pháo hoa thôi, chứ nó không có internet để mình xem phim hay là lướt Facebook được đâu.
Đó, mình các bạn ấn cho mình là tiếp tục sử dụng wifi. Rồi. Đấy, cơ bản là các bạn chỉ cần cài đặt này, hẹn giờ và bật tắt thôi. Bây giờ mình sẽ bật tắt loa cho các bạn nghe. Đấy, mình đang để cái tốc độ này nó nhanh quá, các bạn làm tầm 15 bóng các bạn chỉ để khoảng 6 đến 8 thôi. Phù hợp. Đó, cơ bản là như vậy thôi nhá.